mình là Duy, máy móc Nam. Đến với ngày hôm nay cho anh em mình sẽ có một chương trình khuyến mãi dành cho anh em thợ chuyên về công trình, hay là anh em nào chuyên về bên lắp đặt máy lạnh, có một dòng máy khoan 3 chức năng khỏe, mạnh, bền và giá cả phải chăng. Thì hôm nay mình sẽ đến ở đây một chương trình khuyến mãi dành cho anh em, đó chính là con khoan 3 chức năng của hãng Detong, mà anh em có thể nói là dễ mua, dễ sử dụng và rất là bền bỉ. Đó là dòng máy khoan đục 3 chức năng của hãng Detong này anh em ha. Đó, khác với những cái dòng sản phẩm khác trên thị trường, anh em mình phải mua với cái khoan đục 3 chức năng pin rất là mắc tiền. Thì hôm nay anh em mình sẽ đến với con máy khoan pin đục 3 chức năng của hãng Detong, rất là rẻ nha. Hôm nay bên mình sẽ giảm cho anh em tới 400k lận so với ngày thường anh em phải mua với cái giá rất là cao. Thì hôm nay anh em mình chỉ ra bỏ ra số tiền rất là nhỏ để có thể sở hữu một trong những dòng sản phẩm có thể nói giúp cho anh em mình không phải lo lắng về vấn đề làm ở môi trường công trình xa không có điện, hay là anh em là làm trên cao phải quá vướng víu vì các loại dây nhợ chằng chịt. Thì hôm nay anh em mình sẽ đến với con máy khoan đục 3 chức năng của hãng Detong. Đây là mã khoan đục 3 chức năng Detong DK2603BL, một trong những con máy khoan đục 3 chức năng mà anh em thợ mà chuyên về điện lạnh rất là thích và rất là sở hữu, sử dụng rất là nhiều nha anh em ha. Đối với chương trình ngày hôm nay thì anh em mình sẽ có được một chương trình khuyến mãi cực lớn từ Detong dành cho anh em thợ rồi. Thì anh em mình còn mua được với dòng sản phẩm này với giá cực kỳ rẻ luôn, rẻ hơn bao giờ hết nha anh em ha. Đây là dòng máy khoan đục 3 chức năng dùng pin ở phân khúc là công trình chiến đấu liên tục nha anh em ha. Đó, anh em nào mua các dòng sản phẩm mà có chữ Healthy Beauty là anh em chắc chắn đảm bảo rằng anh em đã mua đúng và mua dòng sản phẩm rất là tốt nha anh em ha. Đối với chương trình ngày hôm nay thì anh em mình sẽ cùng với nhau đập hộp cái con máy khoan đục này. Đó, mình bên mình á thì đợt này về cũng vài chục cái này nên anh em mình á vô tư mua nha. Sale từ giờ cho tới ngày 11 tháng 11 luôn. Đó, anh em không cần phải lên trang thương mại điện tử chờ sale hay là phải săn sale nữa, mà anh em sẽ được săn sale ngay tại máy móc Nam với những sản phẩm rất là tốt như thế này anh em ha. Đấy, nhìn anh em nhìn thấy đã không, lâu lâu chân lên cho đẹp cho anh em thấy được là máy móc Nam cũng rất là nhiều hàng chứ không phải là một hai sản phẩm lèo tèo đâu nha anh em ha. Mua cái dòng sản phẩm hôm nay bên mình á giảm giá sale sập sàn mà còn được bảo hành rất là chính hãng nha anh em ha, đến 6 tháng luôn. Anh em mình cùng nhau đập hộp dòng sản phẩm Detong này anh em ha. Đó, mình lấy cho anh em là còn nguyên đai luôn á anh em, để cùng anh em trải nghiệm cho nó chắc chắn và an tâm hơn ha. Đây, khoan đục 3 chức năng. Con này thì rất là nhiều anh em thợ rất là yêu thích nha. Khi mà anh em mua thì anh em sẽ được bên mình giao tận nơi cho cái dòng sản phẩm này nó như thế này luôn. Đó, sướng quá anh em ơi. Rồi, khi mà khui cái lớp màng đầu tiên thì anh em mình sẽ có một cái hộp rất là sáng như thế này ha. Có hai có những cái hình ảnh của Detong nè anh em. Đó, và cái dòng này thì nó thật sự nó xuất đi rất là nhiều nơi rồi. Đó, trên đây nó có rất là nhiều cái thông tin về các nước mà nó đã đi. Rồi, dòng này là dòng Heavy Duty. Thì dòng này là dòng công nghiệp rồi. Thì anh em mình sẽ có được một con máy khoan bền bỉ mà nó còn rất là khỏe nha. Rồi, khui cái hộp này ra cho anh em. Đó, khi anh em mình mua thì nó có một cái hộp rất là xịn sò như thế này. Phía trên đây được niêm phong lại rất là cặn kẽ. Anh em mình mua sẽ được tận tay kiểm tra luôn. Khui ra anh em mình sẽ có một cái hộp, trong này sẽ có phiếu bảo hành nè, sách hướng dẫn sử dụng nha anh em ha. Nhớ mình phải kiểm tra và đọc hết thông tin để tránh trường hợp mất đi quyền lợi của mình anh em ha. Nhớ giúp chứ mình Duy nha. Rồi, thì dòng sản phẩm này nó còn tặng kèm cho anh em là gồm có 3 mũi khoan và 2 mũi đục nữa. Anh em mình không phải lo nha, không phải bỏ ra bất cứ một chi phí nào để mua nữa cả, mà cũng đã có được những mũi khoan rất là tốt như thế này để mà sử dụng rồi ha. Đây, 3 mũi khoan 6, 8, 10 rất là xịn sò như thế này. Nằm trong cái hộp như thế này anh em ha, rất là gọn gàng. Đó, đến với dòng máy thì anh em mình sẽ có thân máy khoan pin 3 chức năng 2603BL. Dòng dùng điện là 2603F. Còn cái dòng giá rẻ hơn của Detong là 2603C. Thì anh em mình cứ theo cái mã như thế này là anh em mình đã mua đúng sản phẩm rồi. Dòng này thì dùng pin và động cơ không cửa thang nên nó sẽ có là cái mã đằng sau đuôi là BL. Anh em mua là rất là an tâm luôn.
Đây, giờ mình sẽ sử dụng cục pin gắn vào. Đó, và để đây cho anh em. Thì ở đây chúng ta sẽ có là pin của Dayton nè anh em, pin 21V, pin li-ion đàng hoàng nha anh em ha. Rất là lớn như thế này. Đó, và pin khả năng chịu đựng nhiệt độ lên tới 50 độ C. Đó, pin rất là trâu, rất là bền và rất là an toàn ha. Như thế này. Mình thấy rất là chắc chắn luôn. Đây, cục sạc của Dayton. Cục sạc có dây và buộc. Có cũng có chữ Dayton rất là rõ ràng anh em phía sau đây. Đó. Mấy cái thông tin này thì nó đã có hiện hữu hết rồi. Giờ cùng anh em mình trải nghiệm xem một con máy khoan pin của hãng Dayton thì nó có cái gì cho anh em ha. Rồi. Đây là dòng máy khoan pin Dayton mà anh em mình đang mong muốn, ba chức năng. Đây là mình đang để ở chế độ vừa khoan vừa búa nha anh em ha, vừa khoan vừa búa này. À. Đây anh em. Đây là chế độ khoan của máy khoan pin Dayton 2603DBL. Đây anh em ha. Khá là mạnh mẽ. Khoan vào và khoan ra gì một cách nhanh chóng luôn, thao tác rất là nhanh chóng. Wow. Rồi, chế độ thứ hai là vừa khoan vừa búa. Xem như thế này. Chế độ thứ ba là chế độ búa, xem sao anh em ha. Wow. Đúng là động cơ không dấu thang anh em ơi, rất là khỏe luôn. Đó, nhanh chóng nữa. Với một dòng máy như thế này. Đó, một dòng máy như thế này, hai pin một sạc, hiện tại máy Bắc Nam đang bán với giá chỉ có 2.600.000. Đó, giá cũ của máy này là 3 triệu đồng. Anh em mình hôm nay chỉ bỏ ra chỉ có 2.600.000 đã sở hữu một con máy khoan pin của hãng Dayton xịn sò như thế này. Đó anh em ha. Dòng này thì mình đã nói rồi đó, hai pin một sạc, bảo hành 6 tháng cho anh em. Nhưng ở đây chúng ta có thêm các phụ kiện kèm theo, hộp rất là xịn sò, giúp cho anh em mình đi công trình một cách hoàn hảo và an tâm nhất. Làm ở những nơi môi trường nào mà không có điện hoặc là công trình xa, anh em mình có thể sử dụng dòng máy khoan đục này, sử dụng đục tường, gạch hoặc là khoan những cái lỗ bê tông rất là lớn và rất là trâu nha anh em ha. Thay vì phải bỏ ra số tiền rất là lớn để mua các dòng sản phẩm nổi tiếng thì Dayton cũng mang lại sự an tâm cho người tiêu dùng, vẫn mang lại cái giá cả rất là hợp túi tiền cho anh em. Với một con máy như thế này giá chỉ có 2.600.000, anh em đã sở hữu một con máy hai pin một sạc rất là xịn sò, rất là dễ cầm và rất là chắc chắn như thế này. Anh em mình không ngại gì mà không mua, phải không anh em ha. Đó, anh em nào đang có nhu cầu quan tâm về một con máy khoan pin xịn sò, chất lượng, giá rất là rẻ, sale được sale trong tháng 11 này, thì anh em cứ việc liên hệ trực tiếp với máy Bắc Nam để sở hữu một trong những con máy rất là chất lượng, rất là an tâm của hãng Dayton nha anh em ha. Sở hữu là pin 10 cell, anh em mình không phải lo về vấn đề giống như là làm sợ hết pin hay cái gì đó ha. Hai pin thì anh em mình có thể sử dụng cả rất là nhiều giờ rồi. Anh em thấy không? Rồi, anh em nào đang có nhu cầu quan tâm liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hotline phía trên, hoặc là anh em nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh để ủng hộ máy Bắc Nam qua những dòng sản phẩm giảm giá tiếp theo nha anh em ha. Xin cảm ơn anh em và xin chào anh em với những dòng sản phẩm chất lượng tiếp theo mà bên mình sẽ đưa ra trong thời gian tới. Cảm ơn anh em nha.